Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của gia đình mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình mình sẽ vào bếp và làm phá lấu heo đây hả? Đây là phá lấu lòng heo nhé. Nếu mà các anh chị và các bạn đang tìm một cái cách làm phá lấu đơn giản tại nhà và nguyên liệu dễ tìm thì hãy theo dõi cách làm của kênh Bếp Của Vợ ngày hôm nay nhé. Cái món này thì mình sẽ ăn kèm với bánh mì rất là tuyệt vời đó ạ. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là một cái tai heo nhé, bao tử nè và ruột lòng heo. Và tất cả các nguyên liệu này thì có khoảng là 1 kg nè. Khi mà mình mua về rồi thì tai heo mình sẽ rửa qua giấm muối và lòng heo cũng vậy để lấy đi hết tất cả những cái mùi dơ và cái chất hôi của lòng heo nha. Hành củ băm, tỏi băm. Đây là hạt màu điều á. Hạt màu điều này thì mình rất là dễ tìm ở trong siêu thị hoặc là Bách Hóa Xanh, tí mình sẽ chia sẻ cách làm dầu màu điều luôn nha. 1/2 muỗng canh ngũ vị hương cho 1 kg lòng heo. 1/2 muỗng canh bột xá xíu. Đây là nước dừa nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành vào và mình sẽ ướp gia vị. Tại vì cái lòng heo, bao tử heo và tai heo khi mà mình mua về rồi thì chúng ta đã rửa qua giấm muối và mình đã cạo sạch đi rồi. Nếu mà ai chưa theo dõi và chưa biết cái cách làm sơ chế lòng như thế nào thì mình có thể coi lại cái video chia sẻ cái cách làm cháo lòng của gia đình bếp của vợ nha. Và mình cho bột ngũ vị hương và bột xá xíu vô. Kế tiếp đó là 3 muỗng canh nước tương. Vì gia đình mình sử dụng cái bột xá xíu của Thái Lan đó, nên trong cái phần bột xá xíu nó đã có gia vị sẵn rồi. Đây là mình chỉ cần sử dụng cỡ tầm 3 muỗng canh nước tương là vừa ha. Kế tiếp đó là mình sẽ cho 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Và bột ngọt nếu mà các anh chị và các bạn không ăn thì có thể không cho nhé. 1,5 muỗng cà phê hạt nêm. Và mình sẽ cho vô hành băm, tỏi băm mỗi thứ một nửa. Một muỗng cà phê đường nữa nhé. Mình cho đường ít thôi tại vì trong cái nước dừa của mình nó có phần đường. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đảo đều lên cho cái phần gia vị nó sẽ thấm vô cái lòng này. Mình ướp ở đây cỡ tầm 30 phút và 30 phút sau thì chúng ta sẽ tiến hành và mình sẽ nấu nha. Trong lúc đợi cái lòng heo này nó thấm gia vị thì chúng ta sẽ tiến hành làm dầu màu điều. Khi mà làm dầu màu điều thì chúng ta sẽ bắt lên bếp một cái chảo và mình cho dầu ăn vô ha. Dầu ăn thì mình sẽ cho nhiều nhiều một tí và phụ tùy thuộc vào cái lượng hạt điều mà mọi người muốn làm. Nhiều thì mình cho nhiều dầu ăn, còn ít thì mình cho ít dầu ăn. Và khi mà dầu nóng rồi thì chúng ta sẽ cho cái hạt màu điều này vô. Và nhớ lưu ý rằng khi mà mình cho dầu màu điều vô dầu rồi thì chúng ta sẽ để nhỏ riu riu lửa thôi để cho cái phần nóng của dầu nó làm cho cái hạt điều này ra màu. Thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái dầu màu điều rồi đó. Rất là nhiều bạn hỏi mình là dầu màu điều làm như thế nào và làm ra sao thì hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn. Và sao cho mình nhắc lại là cái hạt điều mình mua ở trong siêu thị hoặc là Bách Hóa Xanh. Trong siêu thị thì nó bán ở cái phần đậu đường á, thì nó sẽ bán cái hạt điều này. Rồi, khi mà mình đã thắng được cái dầu điều rồi thì chúng ta sẽ bỏ vô cái phần lòng heo này một muỗng canh dầu màu điều. Dầu màu điều thì có tác dụng tạo cho cái phần lòng heo của mình nó lên màu đẹp á. Rồi, đảo đều lên thêm một lần nữa nha.
Rồi, để đảm bảo rằng cái phần gia vị này đã thấm sâu và khi mà mình làm á, thì nó sẽ đậm đà hơn, thì chúng ta sẽ bọc cái màng thực phẩm lại và mình bỏ vô ngăn mát tủ lạnh tầm hơn nửa tiếng thì chúng ta sẽ lấy ra và mình sẽ tiến hành mình nấu ha. Và các anh chị và các bạn có thời gian thì mình có thể ướp hơn cái khoảng thời gian đó cũng được. Khi mà đủ thời gian ướp rồi thì chúng ta sẽ cho dầu ăn vô cái chảo nè. Bắt bếp lên nhé. Mình cho cỡ tầm một muỗng canh dầu ăn á. Và khi mà dầu nóng rồi thì chúng ta sẽ cho cái hành tỏi vô. Mình phi thơm. Rồi, khi mà cái phần tỏi hành nó đã thơm rồi thì chúng ta sẽ cho hết tất cả những cái tai heo, bao tử và ruột non mình bỏ vô và mình cháy nó lên cho nó thơm và nó xanh cái phần lòng heo lại thì cái món ăn của mình nó sẽ thơm và đậm đà hơn đó. Trước khi mình cho nước nha. Và đối với cái phần cái thau mà mình ướp vừa nãy thì mình sẽ cho nước dừa vô để mình lấy đi hết tất cả cái gia vị còn sót lại trong cái thau ướp gia vị nhé. Mình xào xanh như thế này thì cũng có tác dụng là lên màu rất là đẹp. Và mình sẽ đậy nắp lại ha, để cho nó xanh lại. Do là gia đình mình không có cái nắp vung mà nó to nên là mình làm như vậy để cho nó được tí nào hay tí đó ha. Và khi mà mình xào một lúc rồi thì cái phần tai heo và bao tử nó cũng đã ra nước nè. Đó, bắt đầu nó xanh lại và tất cả các nguyên liệu nó đã thấm hết tất cả các gia vị rồi. Nhớ lưu ý là chúng ta phải xào xanh rồi mình mới đổ nước dừa nha. Đối với cái phần phá lấu heo này á, thì mọi người cũng có thể cho thêm đó là ruột già, người ta gọi là gì ta, dầu chường á, cũng cho thêm cũng được, cũng rất là ngon. Lưỡi heo nữa cũng rất là tuyệt vời. Đó thì gia đình mình thích ăn cái gì thì mình cho cái đó, gia đình mình chỉ thích ăn 3 món này thôi nên là mình cho 3 món này. Khi mà nó đã xanh lại rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần nước dừa. Và nước dừa thì mình sẽ cho xâm xấp cái mạch lòng heo. Rất là thơm luôn. Mình đứng ở gian bếp lúc này thì cái mùi thơm rất là ngào ngạt. Và bây giờ thì mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi trở ngược lại. Bây giờ nó bắt đầu sôi rồi nè. Do là mình thấy rằng cái nước dừa nó hơi ít đó, nên là mình đã cắt đôi cái bao tử và cắt đôi cái tai heo ra. Và đây là một miếng quế và một miếng hồi thì mình đã rửa sạch rồi ha. Mình bỏ vô mà mình ninh chung cho nó thơm. Còn nếu mà các anh chị có thời gian đó, thì mình có thể rang cái quế hồi này lên để lấy mùi thơm tốt hơn nữa. Và mình đã riu riu ở đây được tầm 40 phút rồi, bao tử của mình nó cũng đã mềm. Đối với cái phần phá lấu này thì chúng ta phải riu riu để cho cái phần lòng heo nó mềm á. Khi mà mình đã thấy mềm rồi và nước dừa nó đã sánh lại rồi thì chúng ta sẽ cho nước cốt dừa. Và cái nước cốt dừa này á, thì mọi người có thể cho cũng được, không cho cũng không sao. Tại do mình muốn biến tấu từ phá lấu lòng bò á, nên là mình sẽ cho thêm nước cốt dừa nha. Và lúc này thì các anh chị và các bạn cũng có thể nêm nếm lại, điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị của gia đình của mình. Coi nó đã nước dùng, nó đã đậm đà chưa. Và mùi thơm của nước cốt dừa nó làm cho cái món ăn này rất là hấp dẫn luôn. Và khi mà cho nước cốt dừa vô rồi thì chúng ta sẽ riu riu cỡ tầm 10 phút nữa thì chúng ta sẽ lấy ra và mình sẽ xắt những cái miếng nhỏ như thế này và ăn kèm với bánh mì rất là ngon luôn. Nếu mà các anh chị và các bạn theo dõi từ nãy giờ thấy gia đình mình chia sẻ thật là đơn giản và ngon miệng thì hãy cho gia đình Kênh Bếp Cùng Vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần Kênh Bếp Cùng Vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, Kênh Bếp Cùng Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.